mèo thải độc cho cơ thể. Uống đủ nước, bắt đầu ngày mới với một ly nước. Uống đủ nước là điều quan trọng để loại bỏ các độc tố như ure và carbon dioxide ra khỏi cơ thể. Kiểm soát chế độ ăn uống, thử kết hợp các loại thực phẩm có nhiều chất dinh dưỡng và chất chống oxy hóa như ớt chuông, đậu hay quả mọng, giúp bảo vệ tế bào cơ thể khỏi các tác nhân gây căng thẳng. Hạn chế uống nhiều rượu. Uống rượu quá mức có thể buộc gan phải làm việc quá tải và gây tổn thương cho các cơ quan. Gan phải làm việc quá tải để loại bỏ ethanol có trong đồ uống ra khỏi cơ thể. Điều này có thể ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất. Tập thể dục. Tập thể dục thường xuyên có thể giúp loại bỏ độc tố khỏi cơ thể. Khi bạn đổ mồ hôi, cơ thể sẽ giải phóng các kim loại như chì, arsen, niken, thủy ngân.